đi đi bay nghèo chưa? Đi ơi, bây giờ đi không muốn đi đâu? Đi không muốn đi đâu? Áo hả? Đi một chiếc cây hả? Đi diễn thời trang vậy đó. Mai Hải nè. Rồi. Mua kẹo đi. Nhưng mà mua kẹo ớt ha, ăn kẹo nhiều là bị sâu răng á. Chút nữa là phải đi qua ra mua kem bánh răng nữa. Em xin một bịch kẹo này á. Không, mà cái này ba Hải diệt, bởi vì ba Hải ăn ké được. À Thanh Lan ơi, chị nói to tí xíu, nói to như vậy được chưa? À, Khánh Nguyễn ơi, chị đang ở Bixi An Lạc. Chị đang ở Bixi An Lạc. Thôi bây giờ, Rio nãy giờ là chỉ có ước mơ đi siêu thị là mua táo thôi. Cho nên là dẫn ảnh đến quầy táo cho ảnh rồi. À, chị đang ở Bixi An Lạc. Có ai ở đây không? Ra đây chơi với lại là... Ở đây có nhiều hơn người ta. Đây nè, con nhìn bên đây nhiều táo hơn nè. Wow. Con thích táo nào? Jerry có xuống lửa không? Jerry có xuống lửa không? Jerry ngồi đó cũng lửa. Có ai ăn táo không nè? Mua táo phải bỏ vô bịch con. Jerry ơi, con phải lấy cái bịch đó bên kia kìa. Đó, con lấy cái bịch trắng đó đó. Xong rồi con... Rồi con ăn cái nào con bỏ vô. Ở đây có táo gì đây? Đây là táo ok. Táo táo đỏ, táo quyên. Em ủa chị, bây giờ cái táo này đang được tặng hả chị? Dạ bên em có chương trình đó chị. Chị mua cái sản phẩm bên em hóa mỹ phẩm như là Omo Comfort Sunlight này, mình mua được 500 nghìn là được tặng một phiếu mua táo trị giá 60 nghìn. Nếu như mình được tặng kèm thêm mình không tính tiền luôn á. Hoặc là một cái bộ ba cái tô thủy tinh. À, như là cái nhãn hàng như Omo, Comfort, Dolly, BS luôn giúp rồi nè. Hóa mỹ phẩm luôn mà tính hết luôn á. À vậy hả? Dạ. Cho chị nhiêu chị lựa, mình lựa bao nhiêu sẽ lên mình lựa được hãng ký máy á. Là mình giống như là hồi mình tính tiền cái sản phẩm hóa phẩm này xong mình ra mình tính tiền được tặng là được giá, một ký máy luôn hả? Này được một ký máy. Bên đây là chị như táo nguyên. Rio Rio. Anh bữa nay là có chương trình là được được tặng mua mà mấy cái sản phẩm gia dụng mà chút nữa mình cũng cần phải mua nè. Mua 500 ngàn thôi là được tặng phiếu mua táo 60 ngàn là được một ký máy táo. Vô hôn nha ta. Đây nè. Đây. Như táo bên này thì mình được tính nha. À. Táo đỏ. Táo đỏ Mỹ. Với táo nguyên như xin lên. Vậy mình lựa táo đỏ đi con. Lựa trái nào mà đỏ và không bị chày nha. Lựa táo đỏ đi chơi. Táo mà táo này là táo New Zealand hả chị? Dạ táo New Zealand đấy. À táo này là táo New Zealand, còn bên này là táo Mỹ. Là táo đỏ Mỹ là táo đỏ thôi. À bên đây là táo đỏ là cũng mình tặng luôn. Đúng rồi, còn như táo xanh thì táo xanh thì không được.
táo đỏ Rio lửa khí thế quá vậy. Ủa cái này mình được tặng tối đa là mấy phiếu? Dạ, nếu như chị mua hóa đơn 1 triệu đi, mình được 2 phiếu là 120 luôn. Làm chứng minh mình lựa được 2 ký máy táo luôn. Dạ, mình cứ mua càng nhiều mình mua 1 triệu thì được 2 phiếu mua táo. 2 phiếu mua táo 120 như mình lựa là 120 được 2 ký máy đó chị. À, vậy hả? Rio, con lựa táo đỏ đi Rio. Táo đỏ, cứ bỏ mẹ đi mua đồ gia dụng cho nhà mình xài là mình được tặng táo. À, khói hàng khuyến mãi. Đang có chương trình là mua, đang có chương trình là mua những cái sản phẩm như là Omo, rồi Ship, rồi Close Up, Compa là sẽ được tặng hóa đơn 500.000 sẽ được tặng táo hoặc là ba cái tô thủy tinh là cả nhà. Còn 800.000 là được tặng cái nồi đất. Hay quá ta. Vậy là bây giờ nha chị. À bây giờ mình qua đó mình cơm táo. Dạ cơm táo chứ. Rio qua cơm táo đi. Ủa sao mình không chịu mua đồ gia dụng trước đi? Rồi hồi cái mình lấy cái phiếu ở đây được tặng táo đỡ tốn tiền rồi. Dạ không có, mình cứ lấy đây đi, sau lát mình tính tiền ra ngoài tự ra phiếu, xong rồi mình có thể cắt hóa đơn để mình tính tiền luôn được rồi. Ok rồi, giờ cơm về kênh luôn không? Rất là tiện. Bây giờ lỡ lựa táo rồi, đáng lẽ là người ta đi mua đồ gia dụng trước là có cái phiếu mua táo mới được, còn đây mình đi mua táo trước. Thì bây giờ chứ mỗi mình đi ra mua những cái sản phẩm mà sẽ được tặng khi được tặng táo đó, khi mà mua hóa đơn 500.000. Bạn nào mà đang đi bixi thì nhớ là có chương trình này nha. Chết rồi, Rio nó lựa hết quầy táo rồi. Ôi, em lấy rồi, trả táo ở lại đi con. Đi ra cân táo con, đi ra cân táo. Đi ra cân nào. Trời, Rio con lựa 2 bịch táo luôn á hả? Chơi đi bên này, chơi đi. Táo bên này, đi cân bên này. Rio, con dắt em đi Rio. Bắp. Cái đó mà lại là xúc xích. Hết sức, cái đó là bắp đó Rio. Bắp. Cho đi cân. À rồi thôi, bây giờ mình đi qua bên ngoài. Thôi bây giờ mình đi qua bên cái quầy. Ok, con lấy bắp đi. Ở đây hạt rất là tươi luôn. Tiêu cây Rio, Jerry ơi. Thôi tiêu rồi, Jerry nó. Rồi, Rio. Rồi, Rio lấy bắp đi. Không dữ mắt nha. Con một cái. Về nhà con đạp thêm một. Con tự nấu bắp ăn hả? Không, con đạp thêm hai cái nữa. Bắp để con nhường cho Mio là gì cho em. À, rồi, ok. Rồi, bây giờ tụi con mua táo rồi, đến lượt mẹ mua. Biết là không biết đi siêu thị mua đồ cho ai nữa. Mẹ ơi, rồi mẹ đang coi mấy cái chương trình khuyến mãi. Rồi muốn ăn dưa hấu không, cho một trái luôn, chút nữa cơm chung với táo. Đi về mà lựa trái cây không mà nhà hạ ai cũng ăn giảm cân đi sao ấy. Để cho con một trái đó, con lấy đi. Ok, lấy đi. Đây để mình nghiên cứu cái chương trình này. Rồi. Thanh Hoàng ở Thanh ơi, đúng rồi. Rồi mình đang ở An Lạc Bình Tân nè. Rio à, Rio cái giỏ đó là Rio mua đúng không? Rio về Rio ăn hết đúng không? Rio đã lựa được những món nào rồi? Chính của con đẹp quá. Dạ đi ơi, đi như là đi này như là biểu diễn thời trang trong siêu thị. Đây có vệ sĩ đi ơi, là vệ sĩ của mẹ Hà, vệ sĩ tí hơn. Hai ba con đi trước là thấy thương không? Chơi đi kéo xe phụ cho ba nè. Ba mẹ ơi, chơi đi kéo xe phụ cho ba, vừa đi vừa hát nữa. Chơi đi lại còn vừa đi vừa hát. Rio ngầu bát cháy. Cô Nguyễn Cúc nói Rio lại lựa gạo. Rio là còn hơn mẹ Hà, vô siêu thị cái gì cũng muốn mua hết trơn à. Bây giờ là đến lượt mẹ Hà. Mua cái gì đủ hóa đơn
400 ngàn để được một ký táo. Tại vì mẹ Hà đây trốn rất là nhiều thứ mà mẹ Hà đang cần phải mua. Cái này con pha trắng cho bé hả chị? Con pha đang được giảm giá. Con lựa đi. 2.6 còn 140 nữa. Ok. Ba mẹ con sẽ lựa. Rio lấy giùm cho mẹ một bịch nước xả và một bịch Sun Life. Đây nè, ô nè. Sun Life là được tặng. Nào cô đưa cho nó, nó thích. Nước rửa chén này bỏ Cherry đi rửa đi, mẹ cho Cherry ở nhà rửa chén nha, đi nhớ không? Đây lấy cái bịch này luôn. Đang lấy bịch to. Mẹ bỏ vô giùm cho mẹ đi. Thích nổi không đưa bà bỏ vô. Nhưng mình tính trong 2 cái là được 140 rồi đấy chị. À 140 rồi đúng không? Yeah. Chị lấy thêm bịch nữa chị. Ok. Không, 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 một bịch thôi, mẹ muốn mua nước. Mẹ muốn mua nước giặt nữa. Nước giặt. Thôi mà cũng được, đang khuyến mãi á, được tặng thêm một xanh lai. Nước giặt. Mua dựng nhẹ cho bé luôn nha, dặn nước. Mình có thể giặt tay, giặt máy cho bé nhỏ luôn. Lapoy hả? Con muốn mua Lapoy làm gì vậy? À con thích rửa tay bằng xà bông đúng không? Nhưng mà chút mọi vậy quay qua quầy Lapoy, mẹ sẽ mua một chai Lapoy, nhà mình cũng hết nước rửa tay rồi. Nhưng mà cái này là mua Comfort này là tặng Lapoy hả chị? Sao chút nữa đi qua quầy nước rửa tay mẹ cho con lựa Lapoy nha. Nước giặt, ok, ok. Rồi, nước giặt đồ. Từ từ nhẹ nhẹ thôi, con đẩy quá là đụng người khác nha con. Đây, nước giặt kìa, nước giặt đồ cho nó thơm kìa. Rồi, một chai, có đang có khuyến mãi gì không nha chị? Những chai không có khuyến mãi hả? Ok. Sướng quá, mẹ Hà đi siêu thị có một trợ lý đi xách đồ. 380 được 3 rồi. Đi qua mua Lapoy. Dạ, Lapoy bên này. Hay đi mua qua kem đánh răng trước đi. Rồi đi. Đi chết đi. Cherry ơi, Cherry mua hết về nhà luôn hay sao vậy Cherry? Không, bây giờ vậy nè, đi không, qua bên kia, mẹ đi mua Lapoy cho con rửa tay. Để cái bình nó lại đi con. Hello bạn anh Phạm, Hà đang ở Bixi An Lạc ở Bình Tân. Đi hồi nãy giờ vừa đi vừa livestream cho nên là mình nói chuyện to ai cũng nhìn mình hết trơn. Mà tại vì các bạn nói là Hà nói nhỏ quá không có nghe, cho nên là nãy giờ Hà la to quá, đi siêu thị ai cũng phát hiện, ai cũng nhìn mình hết trơn. Đi ô thôi chơi đi. Rồi Rio đang Rio chạy xe, còn Cherry là phụ tá. Phương Ngọc ơi, Phương Ngọc. Hello Hồng Nguyên, vậy là em giống chị rồi. Chị á, mà chị đi hàng tuần nào chị cũng phải đi siêu thị. Mà cứ có siêu thị nào có khuyến mãi là chị thích lắm. Tại vì mình tiết kiệm được rất là nhiều. Chẳng hạn như hồi nãy mình mua Comfort, mình mua một bịch Comfort, mình được tặng thêm một bịch nước rửa chén. Chào anh Phạm nha. À bây giờ mình mua nước xả đô đi. Cái này là tóc mẹ Hà cần đây nè. Đây, ai bỏ vô cho mẹ Hà. Đây mẹ Hà cần cái này. Đây. Nhẹ nhẹ nha. Thôi cảm ơn. Mẹ Hà mua nước xả, nhà mẹ Hà còn dầu gội đầu. Đi á, mà cho mấy bạn nhỏ này lựa hàng một hồi chắc rinh nguyên cái siêu thị về luôn quá. Rinh nguyên cái siêu thị về luôn á. Chút nữa qua bên kia. Rồi. Bây giờ đi qua bên đây mua cái bánh răng nè, quậy số mấy đây? Đi sữa tắm hả? Đi ngang sữa tắm. À Lapoy nè Cherry. Theo yêu cầu của Cherry, hồi nãy ngay cái quầy bán nước xả thì là mua Lapoy thôi, bây giờ cho thỏa mãn nè Cherry, tự lựa đi nha. Cherry, con xài Lapoy màu gì con tự lựa đi. Ủa đang có khuyến mãi gì vậy em? Dạ, một chai lớn mà được chai nước rửa tay đó chị. À
một chai sữa tắm lớn đúng hả? Rồi. Còn nếu nhà mình có chai rồi mua túi về mình được thêm cái bình. À, mua túi thì được tặng cái bình đựng nước. Còn mua chai thì được chai nước rửa tay. Còn mua cái chai thì được tặng bình này có nhà không? À, bên đó mẹ, bên đó mình có nhà rồi phải không con? Thôi bây giờ mình mua tặng cái chai nước rửa tay đi ba. Này đúng không? Cái bánh rang đi đi, cái bánh rang Trịnh Thị Hạnh đó không, hồi nãy á, mẹ Hà năn nỉ quá trời nói con ơi Rio ơi đi siêu thị đừng có mang mắt kính, mà không chịu nói là đi ra ngoài đường là phải đẹp, khổ ghê. Moonlight ơi, chị đang ở Bixi An Lạc, em có ở gần đây không, ra đây chơi với chị nè. Ủa ở đây cũng close shop cũng tặng đang giảm giá được 29 ngàn còn 28 ngàn. Laipoy Cherry, Cherry bị nghiện Laipoy rồi hay sao á, đi đâu thấy Laipoy là mua hết. Chào bạn Bích dễ thương. Mua 2 tặng 1 chai này. Mua 2 tặng 1 chai Laipoy. Mua 2 tặng 1 chai Laipoy. À ok. Là coi như quay cái này là quay sao cũng trúng luôn đúng không em? Đúng rồi, trúng 100%. Mình quay trúng cái gì lấy cái đó. Ok ok được. Ok ok. Trúng cái vali chuẩn bị đi du lịch. Không biết không? Sản phẩm Unilever thì anh chị sẽ được tặng một cái bộ tô. À, đó, cái này hồi nãy có nghe nói rồi. Hoặc là cái phiếu mua táo trị giá 60 ngàn. Ok ok. Nãy lựa táo quá trời rồi, chắc là chúng ta lấy phiếu mua táo chắc rồi đó. Nếu mà mình mua quá hơn 800 ngàn thì mình sẽ được tặng một cái nồi đất. Anh chị à, Hải Trình ơi, chị đang đi Bixi An Lạc. Nhưng mà chị nghĩ là cái, ủa em ơi, cái chương trình này là ở Bixi nào cũng có hay là chỉ có Bixi này thôi? Dạ hiện tại là mình có các Bixi à, trên tất cả các Bixi toàn quốc, cho nên là bạn nào mà không có đi được Bixi An Lạc thì cũng có thể đi Bixi khác nha. Theo cái này Hà đọc được là Bixi toàn quốc cả nhà. À bàn giải đúng không? Ok cho con cái bàn giải đó. Cái này không có xài không? Má mi đây, sao mà lựa bàn chải ký thế quá vậy? Má mi. Em nghe bàn chải bé đó chị. Nhưng mà ở nhà ô còn bàn chải Spiderman mà. Sorry, lựa kỹ chưa? Con lựa kỹ chưa? Che đi đã lựa kỹ chưa? Không có đổi nha, giờ lựa kỹ đi cho nhìn. Kem bánh răng BS Bio Cherry đang xài cho bé rồi. Dạ hiện tại mình cũng góp chung cái hóa đơn 500 ngàn hoặc là 800 ngàn của mình nữa. À cái nhãn hiệu BS này thì ở nhà đang xài. Dạ đang xài rồi, nhà còn hai tiếp. Mấy bé đang xài mua đã trước đó xài chưa hết. Nhưng mà cái này đang coi đang có khuyến mãi gì cho. Có khuyến mãi gì thì mua thêm, còn không có khuyến mãi gì. Hiện tại là mình chỉ có chương trình là góp chung 500 ngàn của mình. Chắc nãy giờ chị đủ 500 rồi quá. Chứ đủ 500, chứ hố 500 rồi. Ba, cái này mua tặng của cho màu à. Ủa sao con biết? Con hay. Không phải, cái đó tặng cái bánh răng con ơi. Có cho màu đấy. Cái bánh răng này mua cho bút chì màu đó, này đó, mua hả? Cái răng đó mới tặng bút chì màu rồi. Mệt ghê, vậy đó xin mua bạn trả cho mình rồi, còn xin cho em nữa. Ô, bây giờ mẹ con xin này chưa có nè. Xin này chưa có. Có ai mua cho Mio chưa hết, không? Chưa hết, xài chưa hết ở nhà mà. Con thích Spiderman. Con thích Spiderman. Ở nhà con có rồi đó. Spiderman ở nhà con có rồi mà. Có bây giờ vậy nè. Kem bánh răng đó là ở nhà mình còn. Con thích cái này không? Hôm khác mình mua được không? Không, mẹ em hôm nay mẹ đi mua nhiều thứ lắm rồi. Cái này. Hay mua cái trà không? Sao con không mua mấy cái này nữa anh? Trời ơi, chắc xỉu. Bây giờ, Mio ở nhà vẫn còn bàn chải Spiderman. Cái này lấy cái này là mi, cái này
này xe hơi, có xe hơi. Con thích xe hơi đúng không? Xe hơi chạy vô. Thôi đi rồi. Rồi. Không, cái này của con đúng không? Rồi bỏ không, vô. Là bạn trải cũng xài mấy tháng rồi, cũng hay cũng được rồi. Rồi ok, rồi đi tiếp nha. Đi tiếp. Đứng chỗ họ lựa hết nè. Thôi, đứng đây một hồi là anh mê này hốt đi tính tiền, tính tiền, tính tiền các bạn ơi. Đứng đây một hồi á là mấy cái anh chị này. Trời cái gì con nói gì mẹ không có nghe. Con cảm ơn ba mẹ. Cái đi nói gì mẹ không nghe. Cái đi nói đi. Quay lại. Cảm ơn ba mẹ. Nhạy ghê không, lẹo mỏ dễ sợ. Xin mua cái bàn chải đánh răng cho mua xong rồi cảm ơn li lịa. Chào Khánh Quỳnh nha. Đi ra tính tiền thôi bà Hải ơi. Đi một hồi nữa với mấy anh chị này chắc là mua hết cái siêu thị về. Cho con cái kẹo quá nha mẹ. Ở nhà Hà thì thường mà Hà đi siêu thị là các bé chỉ có dám xin mua đồ ăn. Xin mua đồ ăn xong rồi xin mua những cái vật dụng gia đình mà đã từng phải thay. Còn đặc biệt là không có dám xin đồ chơi. Nhiều khi là thích mua đồ chơi nhưng mà đến ngoài đồ chơi nói là mẹ ơi con thích cái món này nè, mẹ ơi con thích món kia nè, đó để ba mẹ biết rồi đến dịp nào thì ba mẹ mua cho, chứ không bao giờ dám xin mua. Quẹo tính tiền, tính tiền. Chào Nguyễn Hải Phương nha, tính tiền, tính tiền. Xếp đồ lên đi con. Xếp đồ lên, xếp đồ lên luôn. Ủa hôm nay là happy birthday gì vậy em? Ủa vậy hả, hèn chi. Có cái nón dễ thương quá. Hôm nay là à đúng rồi, nãy con nghe happy birthday chú Du đúng không? Chắc lên hồi tính tiền chung. Thầy của con lấy trước hả? Nó rối đôi hình luôn á. Đó cho, bây giờ hai bạn nhỏ sẽ để đồ lên ngoài tính tiền giùm ba mẹ. Em, hồi nãy chị có lựa táo á, mà chị mong có mua cái hàng của mấy cái hàng của Unilever để mà được hóa đơn 500 ngàn á, em tách hóa đơn giùm chị nha. Đó, mà hồi nãy chị lựa táo rồi, tại chị đi mua táo trước á, xong rồi chị mới biết cái chương trình đó, chị đi lựa cái hàng đó sau. Anh đây em tách ra giùm chị á, cái hóa đơn 500 á, xem là đủ cái táo này của chị không nha. Hiểu không? Người ta là đi mua đồ gia dụng trước xong rồi được phiếu mua táo rồi ra lấy táo. Còn nhà của mình đó là đi mua táo trước xong rồi mới biết có chương trình khuyến mãi. Trời ơi rối đội hình quá. Nên là bây giờ để tách hóa đơn ra xem là ok. Từ từ con. Công nhận. Bỏ bớt bịch lại cũng được. Bỏ bớt cái chai Omo, lấy cái bịch này nè. Omo ở nhà còn. Em tính giùm chị coi đủ hóa đơn 500 ngàn của Unilever chưa? Chè rê đi xuống. Bớt xuống té. Ở đây có mấy bạn rất là dễ thương. Thôi bạn chào á. Mấy bạn chào cả nhà đó. Chào Xoái Nhi. Chào bạn heo còi. Còn heo. Chào bạn Nguyễn Thủy. Cho chị cái phiếu giảm giá táo. À đây. Ok, em con cá, táo cân ở đâu em? Dạ, táo cân ở quầy rau quả, bạn chị cân rồi, bây giờ em tính tiền okay. Chị luôn nha. Đây là cái phiếu tặng táo hả em? Con ăn kẹo. Để coi. Đây là phiếu giảm giá nè. Nãy giờ đơn hàng của Hà là 500, chỗ công nhận bình lửa siêu thiệt. Đơn hàng 512.000 luôn. Đây. Hãy subscribe.
bây giờ tính thêm cái đó cho nên cho nó. Em tính cái đó cho nên ở nãy giờ là cả nhà biết không, ai cũng nói là Hà nói chuyện nhỏ tiếng quá, thành ra là Hà đi Hà vừa livestream mà Hà vừa la không sụp hết. Xong rồi á là ai cũng nhìn Hà, ai cũng phát hiện ra luôn. Quá trời hai bạn nhỏ này đang chờ tính tiền. Cả nhà ơi, ai mà có đi Bixi thì tranh thủ nha, đang sinh nhật Bixi 19 tuổi. 19 tuổi có không em? 19 tuổi cho nên là được khuyến mãi rất là nhiều. Công nhận số mình cũng là số được khuyến mãi hay sao á. Chào con nha Nguyễn Huỳnh Thuận Phát. Quá à, hai cái bạn nhỏ này chơi quá. Rồi mày Hà thanh toán lại cầm cái chuyện từ đó chưa tin chưa có tiền giờ đó chưa trả tiền mà đòi khai khui kẹo tùm lum tùm la hết. Bởi vậy đi siêu thị là dạo một vòng phải nhanh gọn lẹ là rút liền chứ mà để đây là nói vậy chứ nói vậy thôi chứ đâu phải là đòi gì được lấy đâu. Nó đòi mua nhiều hơn là ba mẹ. Trời. Rồi có Hà vẫn còn ở Bixi nha, bây giờ Hà phải tính tiền rồi cho nên là cả nhà ơi ai có ở Bixi ra đây chơi nha. Ôi, bye bye cả nhà. Hải bye bye. Bye bye mọi người. Chị đi ơi, con bye bye các cô chú đi, con mê ăn kẹo quá rồi đó. Bye bye đi, chúc các cô chú về buổi tối như thế nào. Chúc mấy cô buổi tối nha. Tối vui vẻ. Bye bye cả nhà.